Để bắt được hoa mai mình sử dụng cái đuôi hồng nhỏ. Đầu tiên là mình xay cái trụ khoảng 3 đến 4 lớp tùy theo cái đầu bóp kem của mình. Mình sẽ để góc kiên khoảng 45 độ, mình đánh như một vòng chữ ô ngược vậy đó. Rồi sau đi mình bắt 5 cánh xong, mình sẽ cho cái nhị lên. Tiếp theo chúng ta có cái hoa mao lương ha, thì chúng ta cũng sử dụng đuôi hoa hồng, nhưng mà hoa hồng kiểu mới là cái phần lõm này nó nhiều hơn và nó mỏng cánh hơn. Mình cũng xây cái trụ cho hoa hồng, nhưng mà mình xây cái trụ cho nó chặt và nó thấp hơn thôi. Cánh hoa mao lương mình đi phía bên trong. Cái cách xếp lớp nó giống như hoa hồng, nhưng mà cái cánh nó tròn, đều và cong. Cái tầng thứ hai là mình đi nhích lên một chút xíu nữa để cho cái nụ nó thấp ở bên trong nó mới đẹp. Và mình cũng nhớ là mình tìm những cái kẽ để cho nó so le cánh hoa ha. Và cái đuôi nhỏ mình hơi nghiêng về phía bên thân mình một chút xíu. Tầng thứ ba là mình cũng chia đều ra cánh cho nó đẹp là được. Và xây vừa phải đều tay thì cái hoa của mình, cái cánh nó sẽ cong cánh và nó không có bị vỡn.